Milan đà thở dài nói à, Quả có vậy Và quả trọng cũng định nói tương tự thế Chuyện ấy cho qua Nhưng giáo pháp chân chính của họ thì sao Họ cũng có thể nói rằng Giáo pháp của Đức Thế Tôn không bằng họ Và cơn sấm động sống vật kia Cũng chính là của chân sư Giáo chủ của họ đấy thôi Tàu Đại Dương Đỉnh Hi Mã Lạp Sơn cao ngất tầng mây. Ngự giữa hư không một cách uy nghi, đỉnh đạt, không núi nào có thể so sánh được. Nhưng đến gần, ta có thể thấy rõ cả hàng ngàn đỉnh núi to nhỏ nhấp nhô kéo dài bao bọc xung quanh như một bức tường thành kiên cố của cõi trời. Ở đấy có những đỉnh núi rất có tên tuổi, có những đỉnh núi đá phát sáng rất có tên tuổi, lại có những khu rừng trầm, rừng chiên đàn, rừng đại thọ có cả hàng trăm hàng ngàn hồ nhỏ nước trong mát như suối trời hàng trăm ngàn kỳ hoa dị thảo thuốc trường sinh thuốc dưỡng nhan thuốc dưỡng lão thuốc hồi sức thuốc sinh con vân vân tức thảy đều có đủ tô đại dương đừng tưởng hi mã lạp sơn chỉ có một màu xanh của núi hay màu trắng của tuyết hay màu xám của mây trời không phải thế nhìn ngày nhìn đêm qua các thời khắc khác nhau đôi khi hy mã lạp sơn có màu sắc của trời màu của đêm hắc nguyệt thảng hoặc nó như màu của hoa mạng xanh có màu trộn lẫn giữa lam tía thâm có khi lại giống màu nơi thân của chúa rồng xanh đậm lại có khi sáng trắng như sóng nắng tháng năm các đỉnh thấp, núi cháo, núi chắc ở xung quanh cũng biến hiện sắc màu quyền ảo như thế. Và nơi đây là chốn dạo chơi của thần tiên, chỗ đàn ca sướng hát của càng thác bà. Các loại cẩn na la, phù chú gia, tới lui rong chơi thỏa thích. Ở đây cũng là quê hương của kim xí điểu, các loại rồng, atula, và dạ xoa và đúng là một quần cư rất thịnh mãn của các loại chúng sanh đỉnh hy mã lạp sơn hàng ngàn đỉnh núi to nhỏ khác cùng toàn bộ quần cư ấy được ví như pháp sơn dương mà đức thế tôn đã kiến tạo dù núi pháp ấy sừng sững uy nghi chói lọi giữa mười ngàn thế giới ta bà trên chóp núi vua pháp ấy là tam tạng thánh điển, đồng thời hiển lộ ba pháp giải thoát là không, vô tướng và vô tác. Hàng ngàn ngọn núi to nhỏ tạo nên thế liên hoàng của quần thế ấy, được dí các đại trưởng lão A-la-hán cùng chư tăng đắc từ đệ nhất quả đến đệ tứ quả, đồng thời cũng là những bậc làm pháp sư, giảng sư, bậc nâng đỡ tạng kinh, tạng di chịu pháp, tạng luật, các bậc đầu đà khất thực, bậc thiếu dục tri túc, bậc đắc tam minh, bậc đắc tuệ phân tích, bậc thành tựu ba la mật tuệ, bậc đệ nhất nhẫn nhục, bậc đệ nhất tình tấn, bậc đệ nhất độc cư, bậc đệ nhất thiền định, bậc đệ nhất thiền nhãn, bậc đệ nhất đa văn, bậc đệ nhất thuyết pháp, bậc đệ nhất đầu đà, vân vân. Còn nữa, các khu rừng trầm hương, rừng chiên đàn, rừng đại thọ, vân dân, ấy là gì? Là vô lượng giới đức, định đức ở đấy, hoặc ngạt ngào hương thơm, hoặc vững chải kiên cố, để cho muôn loại chúng sanh được chở che và được hưởng bóng mát. Vô lượng nước trường sanh, thuốc dưỡng sức, thuốc dưỡng lão, thuốc dưỡng nhan, thuốc sinh con, vân vân ấy là gì? là vô lượng pháp môn tùy căn tánh, trình độ của chúng sanh, đến đấy để thâu hái lợi ích cho chính mình. Tâu Đại Dương, có lẽ ngoại đạo bảo rằng họ cũng có pháp sơn dương hùng dĩ cùng quần cư thanh tịnh như thế. Đúng, họ cũng có 62 đỉnh núi tà kiến phiến diện một chiều đã được Đức Tôn Sư điểm mặt trong Kinh Phạm Giống. Đức Thế Tôn đã búa bằng một chiếc lưới lớn, vớt tất thảy tà kiến ấy quăng lên bờ và không một chú cá nào thoát khỏi. 62 luận thuyết kia làm sao đứng vững trước cái thấy biết toàn diện của Đức Đạo Sư? Đại Dương cũng đã từng đi tham vấn với các tông phái ấy. Lẽ ra Đại Dương hiểu rõ trình độ kiến giải của họ ngang đâu? Đã có thể so sánh với ngọn núi Pháp của Đại Dương chưa? mà dám dí mình là pháp sơn dương như đức phật. Đức Vua Milan Đà nói: cái điều định hỏi, chậm chưa hỏi mà đại đức đã trả lời rồi. Quả là biển thế gian và núi pháp kia, các bậc giáo chủ của ngoại giáo cũng đã từng dí về mình. Nhưng trẫm còn muốn biết đại đức còn ví dụ nào nữa chăng? Có thể được tâu đại Vương ví như sau những ngày nắng hạn một trận mưa lớn rơi xuống trước khi mưa trên trời có những đám mây quần tụ hoặc có những đám mây lượn quanh như dây chuyền có những khoảng sáng rực và có những màu sắc chói chang từ hư không những làn gió mát mẻ quạt tới phất phới những đóa hoa trời có những âm thanh dội vang như dòi rống Ngựa hí, cọp gầm, dần dần làm chao đảo không gian. Từng lặng điện chớp ngang dọc như xé rách bầu trời. Hàng trăm thứ chim bay liệng tứ tung, mọi người tụ họp vui tươi hoan hỷ. Mây kéo về thêm nữa, màu sắc thay đổi nữa, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc trắng. Màu hoa cà lẫn lộn, màu chim phượng hoàng màu hồng thẫm lẫn lộn màu trái đào tiên. Nhạc trời trỗi khúc ca, tấu tưng bừng, dần dần. Mưa rơi xuống, mưa rơi khắp thế gian từng trận, từng hồi, ao ao, tuôn chảy đầy mương rảnh, suối khe, giếng to, giếng nhỏ, hồ lớn, hồ nhỏ, dần dần. Cỏ cây thấm, đất thấm. Dòng sông hào sản nước, biển mênh mông nước, tất cả đều xanh tươi nảy lọc, đâm chồi tất cả đều xanh trưởng no vui, thịnh mãn, dân dân. Tàu Đại Dương, trận mưa ấy được ví là trận Pháp Vũ của Đức Thế Tôn, đã rơi xuống trần gian này sau mấy triệu năm. Cơn Pháp Vũ ấy đã thấm vào vô lượng chúng sanh trời người, nảy lọc đâm chồi đạo quả, no vui hỷ lạc, thịnh mãn phước báo, sanh trưởng đức tin và trí tuệ, tẩy sạch bụi bậm cấu uế, dập tắt lửa tham sân phiền não, vân vân. Tâu đại dương không cần phải nói hết ra đây diệu dụng của cơn pháp vũ ấy. Chúng ta không muốn trùng lập văn tự, trùng lập ngữ nghĩa, trùng lập chi pháp. Nhưng quả thật là rõ ràng, khi nước từ bi ấy chảy tràn qua lịch sử, chảy qua các quốc độ, chảy qua thời gian. Để chánh pháp có mặt ở đâu thì ở đó không có hận thù, hoàng trái. Kẻ cướp buông đau, hùng dữ mỉm cười. Và tình tương thân tương ái, thuận hòa, làm mát mẻ trái tim, làm phơi phới lập người. Vậy do đâu mà nước cam lộ bất tử ấy có mặt hôm nay? Ngoại đạo chăng? chính thể dương pháp của đại dương chăng? Ồ, đại dương bảo rằng trong quốc độ của đại dương có thứ nước ấy à? Nhưng xin hỏi đại dương lấy thứ nước ấy ở đâu? Ý bần tăng hỏi là hỏi tận suối nguồn. Quả là từ Phật, từ cơn pháp vũ năm xưa ấy. Ồ, té ra Đức Phật có mặt thật rồi. Thật ra chậm chỉ hỏi cho hết mọi lý do, mọi hoài nghi có thể. Chư Đức Phật đang thờ kia, lịch sử kinh sách đang còn đó, chánh pháp đang được giảng nói đến tận hôm nay, thì làm sao có thể phủ nhận Đức Phật lịch sử của chúng ta được? Đại biêu nói chúng ta nghĩa chúng ta là Phật tử. Đức Vua Milan Đà cười ha hả. <cười> Thôi, Trẫm đồng ý là có Đức Phật rồi mà. Đại Dương có muốn nêu ra ví dụ nữa chăng? Nếu Đại Đức còn ví dụ thì chậm vẫn muốn nghe như thường. Dân, có một con voi chúa tên là Chadanta, cao thượng hơn các voi. Nó có thân hình cao đến 7 hát tay, dài đến 9 hát tay, có trang sức buộc đeo đến 10 điều Dò chú ấy có mắt trắng, đuôi trắng, móng cũng trắng, có lọng trắng, bành trắng, và thân trắng như màu mây trời. Tấm lưng của nó đầy đặn như tấm phản, các chi thể múp múp, bắp thịt no tròn. Nó to cao xinh đẹp như một quả đồi với cây cối non tơ ống ánh, có ngà trắng bóng, trông như ngọc chuốt. Dò chú ấy có sức mạnh kinh người có thần lực tuyệt hảo, vô địch chốn sơn lầm. Nó đi đơn độc, rừng cao rừng thấp, hướng này hướng kia, một cách vô bố, vô quý, đỉnh đạt và cao sang. Nó đi đâu hướng nào, thì ở đấy cây cối bị giẫm nát bật gốc. Nó lấy dòi cuốn những cây thân mềm, nhổ ăn. Nó lấy chân đạp quằn xuống những cây thân mộc làm dướng lối đi, dấu chân của nó rất to lớn, Hằng sâu trên lớp đất cứng, thành hố ở các lớp đất mềm. Chỉ nhìn nơi nào cây cối ngã đổ chổng chiên và dấu chân phi thường còn lưu lại dấu tích, ai cũng có thể xác định đấy là do tưởng dương trách đan ta làm ra. Tượng dương trách đan ta là thủ phạm. Cũng như thế đó, tàu đại dương. Nhìn lộ trình đi, nhìn dấu chân để lại ai cũng biết đó là tượng dương sách đanh ta thì nhìn lộ trình trải qua lịch sử thời gian và những di tích để lại như chùa chiền tượng đài kinh sách ai cũng có thể nhận ra dấu chân vĩ đại của đức phật thích ca còn hơn thế nữa dấu chân phi thường ấy lại quy hoàng ấn tích ở ba cõi nếu tượng dương trang điểm châu báu được mười điều thì Đức Thế Tôn có đến 108 điều. Còn nếu so sánh với sự quy vũ và dũng mãnh như sư tử thì cứ so sánh. Nếu so sánh với bảo vật của những bảo vật thì cứ so sánh, vân vân. Ngoài ra, dấu chân của Đức Thế Tôn để lại còn là một gia tài tinh thần vô giá. Một là, trên thế gian, có người làm lành, lánh ác, thì ngài là người làm lành lánh ác đệ nhất hai là trên thế gian nếu chưa có ai toàn thiện thì ngài là bậc toàn thiện ba là trên thế gian nếu ai là người có huấn luyện lục căng thì ngài là người huấn luyện lục căng đệ nhất bốn là trên thế gian nếu ai là người có nguyện lực thì ngài là người có nguyện lực kiên cố đệ nhất năm là trên thế gian nếu có ai là người tinh tấn thì ngài là người tinh tấn tối thượng sáu là trên thế gian nếu ai là người có trí tuệ sáng suốt thì ngài là người đại trí tuệ bảy là trên thế gian nếu ai là người có thần thông thì ngài là người có thần thông toàn mãn và siêu đẳng tám là trên thế gian ai là người có danh vọng sáng lạng, thì ngài là người có danh vọng sáng lạng và vô nhiễm Chính là trên thế gian nếu có ai là người oai lực thì ngài là người có oai lực tối thượng vô khả tỷ mười là trên thế gian nếu có ai là người giải thoát khỏi nỗi sợ hãi, thì Ngài là người giải thoát sợ hãi toàn diện và toàn vẹn. 11 là, trên thế gian, nếu có tăng, hoặc nhóm đạo sĩ, hoặc bậc trí tuệ, hoặc thầy, hoặc pháp dương, hoặc chư thiên, hoặc đế thích, hoặc phạm thiên, dân dân. Thành tựu nhiều đức lành, thành tựu nhiều pháp, ranh rẽ mọi điều, có bi định, khả dĩ làm nơi nương nhờ, nơi nương gá, thành tựu ước nguyện cho nhiều người, thì Đức Thế Tôn còn vô lượng Pháp, vô lượng Đức hơn thế. Tâu Đại Dương Qua chứng tích vĩ đại như thế, thì dấu chân của Đức Tôn Sư có ai là người so sánh được nhỉ? Thưa dân Đức Thế Tôn vốn thuộc dòng giống Thái Dương là thái tử cành vàng lá ngọc, là bậc vương giả ở thành Ca Tỳ La vậy. Ngài đã tự bỏ cung vàng hoa lệ, vợ đẹp con sinh, ngai vàng và bảy báo, dần dần trốn vào rừng sâu sống đời đạo sĩ nghèo nàn. Bắt đầu từ dạo ấy, dấu chân của ngài mở ra một lộ trình cho thế gian. Thứ nhất, xuất ly, dứt bỏ tầm cầu giải thoát. Thứ hai, không lưu luyến, không hệ lụy gia đình trần thế. Thứ ba, sống đời cô độc trầm tư, thiền định để diệt bỏ phóng vật, hôn trầm và hoài nghi. Thứ tư, dùng minh sát tuệ để tiêu trừ ngã chấp và tà kiến. Thứ năm, đoạn lìa vô minh ái dục. Từ đây, Lộ trình kia lại khai thông con đường bất tử Tức là niết bàn Chấm dứt khổ đau phiền não Giải thoát sinh tử luân hồi Dấu chân này tức bác chánh đạo Tức là thất giác chi Nó rộng rãi, quan đẳng và thanh tú, mỹ lệ Ai nhìn xem cũng no mắt quan hỷ Ai nhìn thấy cũng vui mừng đem lại tâm tư thái bình an lạc, làm cho không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Hơi thở cũng trở nên bình lặng, mát mẻ. Đêm ngủ không còn mộng mị giật mình, no đầy khoan khoái, là cảnh giới vững chắc kiên định, là dấu chân của sự tiến hóa, đem lại danh vọng cao sang vô dục, đem lại sức mạnh, sắc đẹp, tài sản thành tựu như ý nguyện mọi sở cầu còn nữa dấu chân của đức chánh biến tri đã phủ trùm lên tất cả dấu chân chủ thuyết tà kiến của ngoại đạo ở trên ở cao và ở xa tất thảy mọi dấu chân trần thế bây giờ ta hãy nhìn xem những dấu chân của sư tử dấu chân của các loài rồng dấu chân của bò chúa dấu chân của dạ xoa dấu chân của đức vua dấu chân của các nhà nguyên thâm phệ đà dấu chân của phạm thiên dấu chân của người đã vắng lặng những dấu chân của đạo sĩ dấu chân của người trí tuệ dấu chân của người chiến thắng dấu chân của người quý báu cao thượng dấu chân của người tối thượng vân dân. có thể nào so sánh những dấu chân ấy với dấu chân đức tôn sư là dấu chân của bậc giải thoát hoàn toàn, bậc đại a la hán vô sanh thông suốt thế gian và siêu xuất tam giới. Tâu đại dương nói tóm lại tất cả mọi dấu chân trên trần thế dù cụ thể như dấu chân của voi chúa Cha-tan-ta, dù trừu tượng như dấu chân của đức vua dần dần cũng nằm trong lẽ thịnh suy còn mất sinh diệt thời gian sẽ phủ mờ, tuế nguyệt sẽ làm cho tiêu dâm, vô thường sẽ làm cho biến hoại. Nhưng dấu chân của Đức Đạo Sư, dù chỉ có thức giác chi này thôi, cũng đã là dấu chân miên tồn trên thời gian và lịch sử, cùng tồn tại với chánh pháp nhiều ngàn năm chẳng thể phai mờ, tôi đại dương. Đức vua Milan Đà gật đầu. Ừ, Thế là đã hết kiểu ví dụ, hết các ví dụ rồi, phải không Đại Đức? Bần Tăng còn muốn nói về con sư tử chúa nữa. Không biết Đại Dương đã mệt mỏi chưa? Thưa, thân đã mệt, nhưng tâm thì vẫn còn muốn nghe. Vậy thì Bần Tăng xin được tiếp tục. Chắc Đại Dương cũng đã có nghe về dấp dáng quy mãnh và tập tính kỳ lạ của loài sư tử chúa nó có thân hình khôi dĩ, dáng dấp đỉnh đạt, quý phái và cao sang. Nó cao to và đẹp đẽ như dần mặt trời. Chùm lông cổ của nó dày mịn như cuốn mười dòng khăn len màu nhung sẫm. Lông mọc xoay quanh thân hình nó như bao phủ những lớp mây xoắn. Nó vững chắc như cây cột trồng. Nó khí thế hờn hực như miệng núi lửa. Nó chẳng sợ ai và cũng chẳng ai dám làm hại nó. Nó có sức mạnh của vài chục viên lực sĩ cộng lại. Nó nhanh nhẹn như mũi tên giọt khỏi cây cung. Hàng trăm loại thú rừng thấy dấu chân nó, tim đều thoát lại. Và khi gặp mặt nó, thì bốn chân sụm xuống. Sợ hãi nằm im cho nó thò bóng xé xác ăn chơi. Thịt mềm và thơm nó mới xài. Thịt dai và hôi nó chê dù một con thú ăn xong là bỏ, chẳng thèm đụng đến thịt dư. Nước trong mới uống, nước đục không uống. Thế đó, nó làm như nó là ông hoàng bà chúa, nhưng là ông hoàng bà chúa độc cư trong những khu rừng thanh vắng. Vào lúc trời chiều mát mẻ, gần hoàng hôn, sau khi lui tới xem xét bốn hướng, nó mới vào ẩn trốn hàng sâu. Rồi buổi sớm mờ sương, Nam Dương dài đứng dậy, cất tiếng rống, sư tử hống, làm oai với dạng loài. Mặt đất rung động, núi đồi trao đảo, lá rụng ào ào, chim bay trên không cũng rớt xuống, mọi loài khiếp sợ, rung lẫy bẫy. Tôi đại dương, đấy là dốc dáng, tập tính và quy lực của loài sư tử chúa vậy. Đức vua đà gật đầu, Ừ, để Đức muốn dí với Đức Thế Tôn chăng? Đúng vậy. Đức Đạo Sư cũng thuộc giống dòng quý phái cao sang. Ngài có thân hình khôi dĩ, đẹp và sáng ngời như một cái tháp bạc. Ngài như từ cái động vàng của cõi trời bước ra. 32 quý tướng và 80 vẻ đẹp còn triệu triệu lần ba la mật bi diệu hơn Chúa Sư Tử súc sanh kia tất cả từ nơi Đức Thế Tôn đều tỏa ra sự vững chắc, kiên định, trầm tĩnh, khoan thai, chừng mực, mềm dẻo, nhu hòa, dân dân. Mà sức mạnh thể chất và tinh thần thì ba giới bốn loài đều phải sợ quay. Khi Ngài Trú không định, dù tướng định, dân dân, thì như ở ẩn vào một hang sâu ngoài trái đất. Không ai có khả năng tìm ra dấu vết dù ma dương, dù người, trời, các bậc A-la-hán có thần thông tối thượng. Khi Ngài trú tự bi định thì làn sóng mát mẻ từ nơi Ngài tỏa ra mười phương tám hướng. Bao phủ vô biên khắp các cõi. Ai cũng dịu hòa, thờ thới, ai cũng quan hỷ, thanh lương, dần dần. Thỉnh thoảng, Ngài cũng dương dai đứng dậy, cất tiếng sự tử hống, làm cho sáu mươi hai tà kiến và ma dương rung sợ tâm ba la mật giải thoát ba la mật của ngài bao phủ trên dòng trời như chiếc lưới vĩ đại không có một kiến nào được thoát ra không có một ngụy biện nào không bị dây chặt không có một cuộc đối đáp nào không bị bật tiếng các bậc thổ đó như Purana Kassapa, Makali Gosala, Ajitake Sakambala, Bakuda Kakayana, Nigantha Nếu không thuộc cổ im hơi, thì cũng lý luận trường uống. Không chơi trò nói xấu sau lưng, thì cũng giả hấp dở xung xoe trước mặt. Khi tiếng sự tử hống của Đức Thế Tôn Giang động giữa các hội chúng Bà La Môn, thì 62 loại triết học đương thời không còn đứng vững, tàn tác siêu ngã như bị một cơn bão lốc không bật gốc thì cũng gãy cành cục đọt lá rụng tơi bời trái lại những người có thiện duyên túc duyên thì hớn hở ngưỡng mộ phát tâm trong sạch quy y chánh pháp về nương tựa nơi cội bồ đề tô đại dương gọi là oai lực của đức thế tôn cũng được gọi là dấu chân của đức thế tôn cũng được mà gọi là sư tử hống cũng được tùy nhưng rõ ràng quy lực ấy là vô thượng, dấu chân ấy là vô thượng, mà sư tử hống ấy cũng là vô thượng vậy. Ai còn dám không tin sự hiện hữu của Đức Thế Tôn hả Đại Dương? Thế là hết ý nghĩa cùng tận ví dụ rồi Đại Đức. Tâu còn nữa, ví như con sông Đại Hằng vào mùa nước lũ từ đỉnh cao tuyết lãnh ầm ào cuồng nộ lao qua thác gình khe suối cuốn theo mình nó biết bao nhiêu là gốc cây cành nhánh lá rác rều tổ kiến tổ ong lao sậy tre nứa dần dần về nơi biển cả và thế là cọp beo trần gấu chồm thỏ hưu nai dần dần sợ hãi chạy trốn lên sườn cao khi lũ tan sông lặng, người ta chỉ nhìn dấu rều, dấu cỏ dính trên ngọn cây là có thể biết cơn lũ bao lớn và biết nước dâng cao mấy chục hát tay, dân dân. Cũng tương tự như thế đó tàu đại dương, chỉ nhìn bao nhiêu tà kiến, ngu muội xấu ác, bận nhơ, rác rều, cấu quế, lao sậy ương hèn, cành tham, gốc sân, tổ ngã chấp, tổ si mê, dân dân theo dòng mà trôi đi. Chỉ nhìn các tà sư, giáo phái chủ, giáo phái sư, tổ sư, chân sư, bùa chú gia, tế tự gia, triết học gia, dân dân. Sợ hãi chạy trốn tan tác chỗ này chỗ kia là có thể biết cơn lũ chánh pháp vừa đi qua đời này như một dòng chảy đại hồng và vô quý. Khi mà tức thảy đã trôi về đại dương, biển cả sẽ tự làm thanh khiết chính mình. Bèn quăng lên bãi tất cả những vật dơ uế, bất tịnh. Còn lại, muôn đời vẫn là biện pháp trong sạch, thiên liêng, dành cho tất cả chúng sanh hữu duyên, nhẫn nhơ bơi lội, tha hồ rong chơi. Đại dương, biện pháp mênh mông ấy là gì? Có lẽ chúng ta cũng không nên giải thích hoặc ví dụ rườm rà nữa có phải vậy chăng? Dần, chậm hiểu rồi. Vốn liếng một lần chậm tiếp thu từ buổi vấn đáp hôm nay, đủ sức cho chậm xài 10 năm để luận thắng bọn môi mép tạ ma. Ngài không cần nói thêm gì nữa, thầm tạ, thầm tạ.